Hello cả nhà. Hello. Chào Phạm Lisa nha, chào Nguyễn Tường Vi. Chào ông Nguyễn Thái nha. Chào ông Công Nguyễn nha. Chào cả nhà nha. Chào Đào Hương. Chào Vương Thanh Hòa. Mọi người có nghe thấy mình nói rõ không nhỉ? Ai đó có thể comment giùm mình xem nào. Chắc bây giờ thì được. Ai đó có thể comment giùm mình xem nào, nghe rõ không vậy? Chào Trang Trang nha. À, hôm nay mọi người ơi, share livestream đi, mua 1 tặng 1 nè. Mua mỹ phẩm mua 1 tặng 1. Chào Hương Đào. Chào Kiều Diễm nhá. Cả nhà ơi, share livestream lên 5 nhóm nhá. Mình được mua mỹ phẩm mua 1 tặng 1 nè. Chào em, chào chị Nguyễn Thị Huệ ạ. Chào cả nhà. Mọi người share livestream này lên 5 nhóm nhá, được mua mỹ phẩm mua 1 tặng 1. Toàn quà tặng hot không à. Mọi người ơi, nghe rõ không nhỉ? Mọi người comment giùm mình xíu, nghe rõ không? Xin chào cả nhà nhá. Chào cả nhà, hôm nay rất là nhiều mỹ phẩm. Hôm nay là nhiều mỹ phẩm xe rất là nhiều và sale nhiều. Và toàn mua 1 tặng 1 thôi, toàn mỹ phẩm hot. Cả nhà xe livestream này lên 5 nhóm nhá. Thì được mua hàng với giá mua 1 tặng 1 ạ. Mua 1 tặng 1 nào, xin chào Trần Hương nha. Xin chào cả nhà, xin chào cả nhà. Mọi người share livestream giùm mình với ạ. Share livestream giùm mình lên 5 nhóm, mình chỉ có khoảng 30 phút để like thôi, livestream để giới thiệu về cả nhà có những cái sản phẩm hôm nay là mua 1 tặng 1, giá cực kỳ tuyệt vời luôn. Có ai nghe rõ không ạ? Comment giùm mình với. Có ai nghe rõ không? Mua 1 tặng 1 nha, xe lên 5 nhóm ạ, xe lên 5 nhóm mua 1 tặng 1 ạ. Xe lên 5 nhóm nha. Được mua 1 tặng 1. Chào Ngọc Tôn ạ. Xe 5 nhóm được mua 1 tặng 1 nha. Vô cùng thích thú luôn. Chào cả nhà nhé. Ai mọi người có nghe rõ không nhỉ? Nghe rõ mình nói không? Comment giùm mình với ạ. Rõ chị ơi, vậy là ok rồi ha. Bây giờ cả nhà share livestream này lên 5 nhóm nhé. Xe livestream này lên 5 nhóm thì được mua hàng với giá vô cùng ưu đãi. Rồi, sản phẩm hôm nay của chúng ta nhé, rất là tuyệt vời luôn, quà tặng toàn quà tặng hot luôn. Chào ông Trần Quang Trung nhé. Rồi, chào Tường Vi nhé.
Cả nhà ơi, xe giùm mình đi, xe giùm mình đi ạ. À, hôm nay có gì đấy chị ơi? Hôm nay nhiều lắm, nhiều mỹ phẩm lắm em ơi, nhiều mỹ phẩm lắm. Nhiều mỹ phẩm lắm. Xe rất là nhiều mỹ phẩm. Hôm nay của chúng ta này quà tặng toàn những quà tặng hot không nhá. Quà tặng này, quà tặng là sữa tắm trắng da Quilady này, đó. Rồi quà tặng là một bịch mặt nạ 10 miếng collagen hoặc là ngọc trai. Hoặc là ngọc trai hoặc là tế bào gốc nhá. Hoặc là ngọc trai hoặc là tế bào gốc. Đó, quà tặng rất là nhiều. Hôm nay quà tặng nhiều lắm. Rồi quà tặng có thể là son này, có thể là sữa rửa mặt này, có thể quà tặng rồi có thể là kem chống nắng nữa nhá. Rất là nhiều. À, giá trị quà tặng thì cao nhất có thể là 350.000. À, mua một món khoảng 400, hơn 400 thôi thì đã có quà tặng 300 rồi. 200 mấy. Cả nhà xe livestream giùm mình nhá, xe lên 5 nhóm nhá. Ai xe comment giùm mình với nhá, comment giùm mình là đã xe nhá. Chào Hương Giang ạ. Cả nhà ơi, xe lên ạ. Cả nhà xe lên nhóm đi ạ. Xe lên nhóm để được tặng quà nhé. Hương Giang. Rồi cả nhà mà hôm nay quà tặng rất là nhiều, quà tặng nhiều lắm. Rồi bây giờ mình bắt đầu nhé. Mình bắt đầu nhá, mình chỉ có 30 phút thôi để bắt đầu, mình lại phải chuẩn bị đi giao hàng cho khách rồi. À, rồi cảm ơn em Phạm Lisa đã chia sẻ nhá. Cả nhà chia sẻ giùm mình nhá. Rồi, hôm nay bắt đầu nhá, bắt đầu chúng ta có quà tặng nhá. À, hôm nay chúng ta có quà tặng bắt đầu bằng kem dưỡng thể dưỡng da Quilady. Mình sẽ test kem dưỡng da Quilady cho cả nhà coi nhá. Quilady. Đây là kem dưỡng da body, quên lại Quilady. Kem dưỡng da body nha, kem dưỡng da toàn thân body. À, Cicero nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc nha. Đây này, tem này. Tem này, tem phụ này nha. Có giá là 595.000 nhá cả nhà nhá. 595.000. Rồi bây giờ mình khui cái hộp này ra nhá. Bây giờ mình khui hộp mới cho cả nhà coi nhá. Kem dưỡng da Quilady có giá 595.000. Kem nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc nhá. Kem dưỡng da body, kem dưỡng da body, kem dưỡng thể toàn thân ấy, dưỡng làn da rất là trắng hồng và với các cái tinh chất thì hoàn toàn là tự nhiên nhá. Với các cái thành phần như là cách trong cái kem dưỡng da body này, này có cái chất niacinamide, còn mà là một chất dẫn xuất của vitamin B3, nó đem lại cho chúng ta một làn da rất là trắng sáng và cấp ẩm cho làn da này, giúp cho da đàn hồi được tốt này, rồi bổ sung dưỡng chất làm cho da trắng từ sâu bên trong. Bây giờ mình sẽ test Quilady, sorry cả nhà, mình sẽ vậy, Quilady nó đang hot quá nên cứ nhầm. Mình sẽ test kem body nhá, body lotion cho cả nhà coi nhá. Cicero Whitening Body Lotion nhá. Body lotion này. Đây là kem dưỡng thể nhá. Mọi người đây là cái chai hoàn toàn mới nhá. Đây. Cái này dùng rất là lâu ạ nhá. Đây mọi người mở nắp ra rồi bên trong nó có cái tem như thế này này. Bên trong nó có cái tem như thế này nhá, thì mình lột cái tem này ra nhá, mình lột cái lớp tem này ra. Rồi. Rồi sau đó mình lắp lại này. Sau đó xịt ra tay nhé. Rồi mình test cho cả nhà coi này. Rất là thấm vào trong da nhé. Thoa thôi là đã thấy rất là mát và thấm vào da luôn mọi người nhé. Mà trắng bật
trắng bật tông luôn nhá. Nè, mọi người xem này. Đó, thấy chưa? Đó, thấy không? Đó, da rất là trắng. Mùi rất là thơm. Trắng lắm. Và nó thấm ngay trên da này, thấm ngay trên da. Không có bị nhờn dít nha cả nhà, không bị nhờn dít luôn. Cái kem body này đặc biệt là bên mình, các cái loại kem body khác mình đã thử qua rồi. Cái kem body ấy nó bị sau khi thoa lên da thì nó bị để lại nhờn dít. Nhưng mà riêng cái kem body bên mình nhá, không hề bị nhờn dít. Nếu bạn nào thoa mà nhờn dít thì đến đây mình trả tiền luôn nha các bạn. Nhờn thấm ngay vào da luôn này, thoa phát là thấm luôn vào da. Nên các bạn đi biển á, thì mình rất là thích hợp để thoa lên da. Các bạn đi biển hay đi chơi hoặc đi du lịch gì đó, mình thoa lên da để mình bảo vệ cái làn da của mình nhé. Rất là trắng và mịn nhá. Nè, không hề nhờn dít này. Không hề, cả nhà coi này. Đó, da nó trắng này. Đó, các bạn nhìn cái da của mình này. Đó, cái da này này. Thấy không? Rất là trắng. Rất là trắng nhá. Cả nhà so sánh này. Mình sẽ test lên phía trên đấy nhé. Cái phía trên này của mình thì không được trắng lắm nhá. Mình sẽ test lên phía trên này. Chào em yêu Ngọc Nguyễn nha. Đó, cả nhà thấy không? Trắng mà nó cung cấp dưỡng ẩm rất là mịn luôn. Mà mình thoa lên da là mình đã thấy rất là nhiều dưỡng chất rồi. Thấy rất là mịn, nó có rất là nhiều độ ẩm. Thoa lên da mát lắm, một cảm giác mát, rất là mát, mát lạnh luôn khi thoa lên da nhé. Đó, ai mà không ghiền, không thích cái này luôn thì mình trả luôn này. Đó, thấm ngay trên da, thấm ngay lên trên da luôn nhé. Đó, mọi người thấy không? Đấy, thấy trắng bật tông không? Với cái da của mình này, cái da của mình nó không được trắng lắm đâu. Nhìn các bạn nhìn này, sau khi thoa lên da nó trắng như thế này này. Đó, cái kem body của mình chỉ có giá 595.000 thôi nhé. Thì khi mua kem body C0 này thì được tặng ngay một son C0 trị giá 295.000 nha. Tặng ngay một son C0 chỉ giá 295.000. Các bạn có thể đổi quà tặng khác nhưng với giá bằng hoặc thấp hơn nha các bạn. Tùy, rất là nhiều quà tặng, rất là nhiều quà tặng. Vôn muôn vàn quà tặng luôn nè. Rất là mát, sướng lắm. Khi mà thoa lên rồi cảm giác rất là sướng, mát dịu luôn nè. Không hề nhờn dít, không hề nhờn dít luôn. Đó, mọi người coi. Đó, da trắng không? Trắng bật tông luôn nhá. Mọi người thấy không? Trắng bật tông luôn. Đó. Rồi, đây là kem body C0 nhá, kem dưỡng thể toàn thân body C0 cung cấp độ ẩm này, bảo chống nắng này, có độ SPF rất là cao nhá. Đây. Kem của mình này. Một tip này là 100ml này, có giá 595.000 và được tặng ngay một cây son C0 trị giá 295.000. Chỉ có trong livestream này thôi nha cả nhà. Chỉ có trong livestream này thôi. Còn chỉ 10 người duy nhất nha. Mọi người share livestream này lên 5 nhóm và chúng ta được mua kem body C0 whitening C0 này với giá 595.000, được tặng ngay một cây son trị giá 295.000. Là các bạn thấy không? Vậy là mình mua tip kem body này chỉ với giá khoảng 300.000 thôi. Nhưng mà các bạn dùng cả vài tháng không hết nhá. Mà rất là thích. Nè, các bạn thoa lên da không cảm giác nhờn dít gì hết nhá. Rất là trắng. Các bạn nhìn này, so sánh này. Đó, tay này đã được thoa kem này và tay này không thoa kem này, thấy không? Nó có sự trắng mịn, trắng lắm, mịn lắm. Và rất là thơm. Đó. Đó các bạn nhá. Ngay tại livestream này mua kem body C0, mua kem body whitening lotion C0 được tặng ngay một son C0. Son mình đang dùng là son S22 màu đỏ. Đó, mọi người thấy không? Không bị vón cục, lên màu môi rất là mịn nha. Được tặng ngay một cây son xịn C0 trị giá 295.000. Hàng của nhà mình đều là hàng nhập khẩu nha, nên mọi người hoàn toàn yên tâm về chất lượng nha. Đây, cái hộp này. Đây, mọi người có thể coi nhé. Đây là cái tem phụ nhé. Đây là cái tem phụ này. Đấy. Còn trên này có mã vạch in này. Đây có chữ Hàn này. Và bên trên này tem phụ giải thích bằng chữ tiếng Việt này. Còn bên này là chữ tiếng Hàn và chữ tiếng Anh nhé. Đó, bên này này, chữ tiếng Hàn, chữ tiếng Anh, giải thích rất là rõ. Bạn nào có thể dành tiếng Hàn thì mình có thể đọc được nhé. Đó. Bạn nào không dành tiếng Hàn thì có cái tem phụ của tiếng Việt để mình đọc được này. Rồi, ngày hôm nay nhá, mua ngay trên livestream này nhá.
được tặng ke son son Shiseiro 295.000 khi mua kem body Shiseiro lotion nha. Khi mọi người share trên livestream rồi mình nha, share lên livestream, share livestream để lên 5 nhóm, lên 5 nhóm nha. Hoặc lên tường nhà mình để tag 5 bạn vào nhá. Được tặng ngay một cây son Shiseiro khi mua kem body Shiseiro. Rồi, tiếp quà tặng thứ hai này. Quà tặng thứ hai nha, quà tặng thứ hai nha. Rồi, kết thúc quà tặng thứ nhất nha. Mọi người mua thì có thể inbox hoặc là comment nhanh tay cho mình nha. Rồi đây, son nha. Có 5 màu son cho các bạn lựa chọn nha. 5 màu son cho các bạn lựa chọn. Các bạn inbox nha, đừng có gọi điện, mình đang live stream, đừng có gọi điện, mình đang live stream, sorry nha. Các bạn inbox trực tiếp cho mình nha. Đây là 5 màu son nha các bạn. 5 màu son cho các bạn thoải mái lựa chọn. Đó, 5 màu son, màu đỏ này, màu cam đất này, màu hồng này và màu cam này và màu đỏ gạch. Sorry cả nhà. Đây, mình phát hiện thiếu cây son màu hồng. Mình đang dùng cây son màu đỏ. Đây, màu hồng S20. S20. Còn màu đỏ của mình đang xài là S22 nha cả nhà, S22. Và màu cam đất là S24. Màu cam là S26. Và màu đỏ gạch là S28 nhá. S28 hình như không còn hay sao. Chỉ còn một cây test này duy nhất. Hôm trước mình vừa mới khui, mình mở ra mình test, chỉ còn một cái test duy nhất thôi. Rồi, quà thứ nhất nha, là body, kem dưỡng thể nha. Kem dưỡng thể mọi người nhìn này, rất là trắng đúng không? Kem dưỡng thể body. Và mua kem body năm giá 595.000, tặng ngay một son Shiseiro chỉ giá 295.000 nha. Bây giờ đến cái thứ hai nào. Cái sản phẩm thứ hai. Rồi nha, mua kem body thì được tặng rồi nha. Tiếp nào, đến sản phẩm thứ hai nè. Sản phẩm thứ hai nào. Khi mua serum. Đây, hộp serum của nó đây. Khi mua serum. Đây, serum tái tạo tế bào gốc. Serum nha. Whitening anti-white và serum nha. Cái này tái tạo tế bào gốc luôn nha cả nhà. Đây, cái tip của nó như thế này đây. Thì mình khui ra mà mình đang xài. Mình đang xài nhá. Bây giờ nè, mình sẽ test cho cả nhà coi nhá. Cả nhà có thể xịt một giọt lên. Đây. Thấy không? Nó là dạng lỏng nha. Rồi, thoa lên này. Đó, thấy không? Rồi. Thấm đều lên trên da, rất là thấm luôn nhá. Rất là thấm. Hàng nhà mình xài cái gì mình bán cái đấy nhá. Sau đó vỗ nhẹ này. Các bạn dùng từ 1 đến 2 giọt cho cả mặt mình nhé. Các bạn dùng từ 1 đến 2 giọt cho cả mặt. Rồi, khi mua serum tái tạo tế bào gốc Shiseiro được tặng ngay một kem chống nắng trị giá 245.000. Đây, kem chống nắng đây. Kem chống nắng Shiseiro trị giá 245.000 nhá. Đây, cái hộp của nó đây. Đây, kem chống nắng Shiseiro nhá. Kem sunscreen này chỉ giá 245.000. Kem chống nắng có độ SPF 50 và PA+, tức là nó chống nắng trong nhiều giờ và nó bảo vệ làn da của bạn dưới ánh nắng rất là gay gắt trong nhiều giờ, và độ chống nắng của nó rất là cao, nó chống được cả tia UVA, UVB và UVC luôn nhé. Đó, trong cái thành phần của kem này, trong tất cả cái trong các cái thành phần dưỡng chất mà có trong kem, cái bộ mỹ phẩm Shiseiro bên mình ấy, thì đều có chất niacinamide là một chất vàng trong mỹ phẩm để dẫn xuất đưa vitamin B3 thấm sâu vào trong da của mình nhé. Đó. Rồi. Khi mua serum trị giá 595.000 thì được tặng ngay một kem chống nắng trị giá 245.000 nhé cả nhà. Serum tái tạo tế bào gốc là một dưỡng chất tuyệt vời cho làn da tuổi lão hóa. Chào em Thắm nhé.
Tuyệt vời luôn. Đến tuổi này mà ai chưa dùng được serum thì đó là một thiếu sót lớn cho làn da của mình đấy. Bạn đang ngược đãi chính làn da của mình nhá. Đó nên mình dùng rất là nhiều. Nhà mình rất là mình dùng rất là nhiều cái serum này rồi. Rất là nhiều vỏ. Dùng mà hay sưu tập vỏ lắm, để lại lắm. Đó. Một tip serum này, một tip serum tái tạo tế bào gốc như thế này, nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc có giá 595.000, được tặng ngay một kem chống nắng Cicero trị giá 245.000 nha. Rồi, đây là món quà tặng thứ hai này. Khi mua kem serum này, trong cái kem serum này á, thì trong cái serum này nó có cái chất niacinamide rồi này. Rồi nó cung cấp nước cho làn da này, bổ sung dưỡng chất này, giúp cho ngăn ngừa này mụn này. Khi mà bạn bị mụn sưng lên đấy, chỉ cần sức serum này nhá, là cái mụn của mình nó giảm sưng đau và nó không bị thâm để lại trên da. Đây là một sản phẩm trị mụn tuyệt vời. Nó là một sản phẩm tái tạo tế bào gốc, nhưng mà mình qua cái quá trình mình sử dụng và mình đã rút ra được một cái kết luận rất là hay. Mà trong cái thành phần của kem á, người ta có nói sơ qua, nhưng mà phải có người nào mà trải qua rồi thì mình mới thấy rằng là nó ứng dụng vào với làn da của mình như thế nào. Là trong cái serum này, khi mà bạn bị mụn, khi da mà bị mụn nhá, khi đang nói da mà bị mụn này, thì các bạn chỉ cần sức một giọt serum này vào thôi, buổi tối và sáng mai bạn đi ngủ và sáng mai bạn thấy rằng là cái mụn của mình ấy nó không bị sưng nữa và cái làn da của mình nó sẽ rất là mềm mịn nhá. Và hôm nay, ngày hôm nay khi mà mua serum tái tạo tế bào gốc này thì được tặng ngay kem chống nắng nhá. Serum ngoài việc tái tạo tế bào gốc ra, nó còn giúp cho trị mụn, chị thâm nhé, giảm thâm mụn trên mặt nhé. Đó, rồi nó sẽ làm da của chúng ta trắng hồng dần lên nha cả nhà nha. 595.000 tặng 295.000, vậy là chỉ còn có 300.000 tip serum đúng không? Rất là rẻ, vô cùng rẻ, chỉ trong livestream này. Và dành cho 10 người comment hoặc inbox đầu tiên nhé. Và 10 người đấy là với điều kiện là phải share livestream này lên 5 nhóm. Nếu mà mình kiểm tra trong cái live ấy mà không thấy, nếu mà bạn không đủ yêu cầu ấy là không share livestream á, thì là coi như bạn ấy không hợp lệ, sẽ dành cái ưu đãi này cho bạn khác nhé. Rồi, cái món quà thứ hai mình muốn gửi tới các bạn nè, trong cái tháng 8 này, đó là serum tái tạo tế bào gốc, một tuyệt phẩm dành cho làn da. Tuyệt phẩm luôn nhá, mình phải dùng từ tuyệt phẩm cho làn da. Và được tặng ngay một kem chống nắng Cicero trị giá 245.000. Bây giờ mình test kem chống nắng cho cả nhà coi nhé. Khi mà các bạn sức kem chống nắng này lên ấy, thì một cảm giác đầu tiên đó là rất là mát nha. Không biết các bạn đã dùng bao nhiêu kem chống nắng rồi, nhưng mà mình phải khẳng định với các bạn rằng khi mà dùng kem chống nắng này lên, cảm giác đầu tiên với các bạn là rất là mát, mát cực kỳ luôn với làn da. Nên là nó sẽ giúp bảo vệ cái làn da của các bạn, tránh bị mất nước này, do đi ngoài nắng này, do tránh bị các cái tia tử ngoại, tia hồng ngoại đó nó chiếu vào nha. Các bạn đừng nói ở trong nhà thì không cần dùng kem chống nắng nha, càng trong nhà thì lại càng cần dùng kem chống nắng nha. Tất cả mọi nơi, tại vì cái tia UV nó có thể xuyên qua lớp kính, xuyên qua tất cả mọi thứ, nên các bạn trong nhà cũng cần kem chống nắng. Và tại sao nhiều bạn nói tại sao tôi ở trong nhà mà da vẫn đen là do vậy nhá. Nên các bạn nào mà dùng kem chống nắng thường xuyên ấy, cái da của mình nó được bảo vệ đó, các bạn thấy không, thấm hút tuyệt đối này đó, không nghe nó nhờn rít nha đó. Các bạn sau khi dùng xong vỗ nhẹ gì này là nó sẽ thấm vào làn da của mình đó, các bạn thấy không, nó có một lớp trắng, một lớp trắng kem phủ lên bề mặt nhẹ thôi nhé. Đó, dòng của mình chủ yếu là dòng dưỡng trắng nên nó sẽ dưỡng trắng từ từ nha các bạn. Đó, các bạn nhìn này, đó cái kem này, cái kem body này giờ là thô khô luôn, giống như làn da của mình rồi, không hề có một cảm giác gì là mình đang sức kem hết, nên không cảm giác hay là khó chịu, bết rít nhờn dính gì nha. Đó, cái kem chống nắng này cũng vậy này, các bạn chờ chừng khoảng 1-2 phút sau là cái kem chống nắng này nó thấm tuyệt đối vào làn da, thì cái da của bạn nó sẽ trở lại bình thường, sẽ không có nghe cảm giác là bết rít nhờn rít gì hết nha. Đó, thì cái da của mình nó sẽ rất là thông thoáng đó nha các bạn, thấy không, rất là nó một lớp trắng mờ lên đúng không đó.
Rồi, ngày hôm nay mình nhắc lại nè, các bạn share livestream lên 5 nhóm thì được mua kem trắng, serum trắng da nhá, tái tạo tế bào gốc trị giá 595.000, thì được tặng kem chống nắng Ciro trị giá 295.000. Đây là món quà thứ hai mình dành cho các bạn nhé. Rồi, tiếp theo nè. Món quà thứ ba. Món quà thứ ba thì mình muốn dành tặng cho các bạn. Khi các bạn mua kem trắng da ngày và đêm. Đây. Khi các bạn mua bộ kem trắng da ngày và đêm này. Khi các bạn mua bộ kem trắng da ngày và đêm này có giá 1.090.000, tức là chỉ 595.000 một hộp thôi, thì các bạn sẽ được tặng ngay một bộ mặt nạ Hàn Quốc thiên nhiên 10 miếng nhá, tận 10 miếng luôn, trị giá 350.000. Các bạn đắp vô cùng thích mặt nạ này, các bạn mà đắp không thích thì đến này mình đền tiền. Đắp siêu thích luôn nha các bạn. Share lên 5 nhóm đi thì sẽ được tặng này. Ai mà chưa đắp mặt nạ bên mình thì đó là một thiệt thòi nhé. Đây, nếu ai muốn mua mặt nạ thì cũng cứ inbox cho mình nha. Mặt nạ thiên nhiên này, mặt nạ nâng cơ collagen này nhá, trị giá 350.000. Khi mua bộ kem trắng da ngày và đêm được tặng ngay một bộ mặt nạ Hàn Quốc nha. Mặt nạ Hàn Quốc đàng hoàng nha, nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc nha, thì có giá 350.000. Đó, đây là phần quà. Phần quà cho bộ kem trắng da ngày và đêm nha các bạn. Phần quà nha. Còn nếu các bạn mua lẻ thì là một bịch mặt nạ 10 miếng như thế này có giá 350.000 nhé. Có tác dụng nâng cơ này, nâng cái cơ mặt này lên này, tránh sự trùng nhão chảy xệ và làm trắng da dần lên nhé. Cung cấp độ ẩm dưỡng chất cho làn da, giúp cho da mềm mịn trắng dần lên nhé, và thẩm thấu các dưỡng chất của kem vào một cách nhanh nhất. Rồi tiếp nè, phần quà tiếp theo. Phần quà tiếp theo là khi mua nước hoa hồng, tức là mua toner nhé. Khi mua nước hoa hồng, chào Trần Tuyết Ngoan ạ. Khi mua nước hoa hồng, tinh chất nước hoa hồng nhé, thơm lắm. Nước hoa hồng thơm lắm. Ciro. Các bạn, khi mà các bạn mở ra một mùi thơm rất là thơm, thơm ơi là thơm. Mùi thơm này chỉ có ở Ciro mới có, đúng tinh chất hoa hồng, không pha trộn cồn nhé. Không có pha trộn cồn. Có giá 415.000. Đây, 415.000. Thì được tặng ngay một chì kẻ chân mày Ciro trị giá 125.000 nhé. Chờ mình tí xíu, sorry cả nhà nhé. Đây cả nhà, mình chỉ còn có đây là chỉ kẻ gì, chỉ kẻ mắt thì mình cũng có bằng đây cây thôi, chỉ kẻ chân mày mình chỉ còn có bằng đây là hết nhá. Ô đây nó lạc vào đây hai cây son đầu bông của mình, bữa giờ đi kiếm quá trời không thấy đâu thì ra nó lọt ở đây. Đây chỉ còn 2, 4, 6 cây thôi. 6 cây tức là chỉ có 6 chai toner được tặng cho các bạn nhé. Tính là cho 10 bạn nhưng mà bây giờ chỉ còn có 6 thôi. 6 chai toner mua, bạn nào mua nhé, chỉ có giá 415.000, được tặng ngay một chì kẻ chân mày chỉ giá 225.000 nhé. Chì kẻ chân mày thì màu vô cùng màu nâu, có màu nâu và màu đen, hai màu chủ đạo là màu nâu và màu đen. Bạn nào muốn màu nào thì inbox cho mình nhé. Rồi nếu bạn nào muốn mua lẻ thì cái chì Ciro này trị giá 125.000, chì kẻ chân mày Ciro trị giá 125.000 nhé. Còn nếu bạn nào muốn được nhận quà tặng, muốn được nhận cây chì pre miễn phí này nè, thì mua chai toner trị giá 415.000, được tặng ngay chì kẻ chân mày, chì kẻ chân mày trị giá 125.000 nhé. Chào em yêu Phùng Minh Giang nhé. Rồi chào cả nhà nhé. Một chai toner 415.000, tặng ngay một chì kẻ chân mày trị giá 125.000. Nếu ai
muốn nâng niu làn da của mình và muốn cho một làn da của mình nó đẹp, nó mềm, nó mịn và nó không bị tàn phá bởi các cái mỹ phẩm, và nó sạch sâu lỗ chân lông và nó bằng tinh chất tự nhiên, thì hãy dùng toner C0 nhé. Một toner, một nước hoa hồng. Đây là nước hoa hồng. Nước hoa hồng rất là thơm, đặc trưng và không có mùi cồn nha cả nhà. Không có cồn, không pha lẫn tạp chất, chỉ có tinh chất và nước cất để tạo ra nước hoa hồng thôi nha. Và mua phần quà thứ ba là mua chai nước hoa hồng trị giá 415.000, được tặng ngay một chì kẻ chân mày trị giá 125.000. Phần quà thứ ba nha cả nhà. Xe livestream này lên 5 nhóm thì đã được tặng nha. Chào bạn Trần Vân ạ. Rồi nha cả nhà, xe livestream này lên 5 nhóm thì sẽ được tặng nha cả nhà nha nha. À, mình quên, mình không tang leader của mình thôi. Thế nào chút cũng bị la. Rồi đây, chai là món quà lần thứ ba đây. Món quà thứ ba trong livestream này nhá. Mua chai nước hoa hồng C0 415.000, được tặng ngay một chì kẻ chân mày C0 trị giá 125.000, chỉ có trong livestream này thôi nhé cả nhà, chỉ có trong livestream này thôi. Món quà thứ ba nha. Rồi, tiếp theo nè. Tiếp theo nha. Tiếp theo, khi mua dầu tẩy trang C0, dầu tẩy trang C0 cũng có giá là 415.000, thì được tặng ngay chì kẻ mắt dầu tẩy trang. Cái này ít bạn quan tâm đến nhưng mà thực ra nó lại vô cùng quan trọng cho làn da của chúng ta nha. Cái dầu tẩy trang này vô cùng quan trọng này, không chỉ dùng cho các bạn thường xuyên make up đâu, mà khi các bạn đi ra ngoài đường bụi bẩn rồi chúng ta dùng nước này, hoặc là chúng ta có thể dùng kem dưỡng này, hoặc là chúng ta không dùng bất cứ sản phẩm nào, nhưng khi mà chúng ta ra ngoài đường thì cái bụi bẩn nó bám vào, hoặc là khi chúng ta rửa mặt ấy thì cái nước ấy nó không được lọc một cách tinh chất nhất, thì nó cũng sẽ bám sâu vào trong làn da của chúng ta, sâu dưới lỗ chân lông. Và khi có phải dùng dầu tẩy trang như thế này, sữa rửa mặt thì không thể sạch sâu xuống lỗ chân lông được, thì phải dùng dầu tẩy trang nhé. Dùng dầu tẩy trang thì nó sẽ sạch sâu dưới lỗ chân lông của chúng ta, để giúp cho lấy bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông, sẽ không hình thành mụn cám, mụn bọc, mụn mủ nha, và mụn ẩn dưới da. Và đặc biệt là khi mà đã lấy sạch sâu lỗ chân lông rồi thì lỗ chân lông của chúng ta sẽ se khít lại và nhỏ nhé. Vì sao lỗ chân lông của chúng ta to là do da chúng ta bị khô tiết nhiều dầu là một. Thứ hai là do da chúng ta bị nhét quá nhiều bụi bẩn xuống lỗ chân lông thì khiến cho lỗ chân lông của chúng ta không thể se lại được nhé. Đó. Chào em yêu Trang Minh nhé. Ngày hôm nay mua dầu tẩy trang C0 415.000 này, được tặng ngay chì kẻ mắt trị giá 195.000, chỉ còn 2, 4, 6, 8 và 9 cây thôi. chỉ còn 9 cây thôi nhé cả nhà. Mình sẽ dành mỗi một sản phẩm là 10 phần quà cho các bạn nào nhanh tay comment hoặc share lên 5 nhóm nhanh nhất và inbox cho mình nhé. Nhưng mà có những phần thì chỉ còn có vài cây thôi, vài sản phẩm thôi, vài sản phẩm quà tặng và vài sản phẩm thôi. Nên mọi người nhanh tay nhé, share lên 5 nhóm nhé. Em lỗ chân lông nè chị, đúng rồi, lỗ chân lông to là do da tiết nhiều dầu và do da có nhiều mụn ấy, thì nó sẽ bị lỗ chân lông nó bị nở ra đó. Và mình dùng cái dầu tẩy trang này, nó giúp cho cái da của mình nó mịn hơn và nó thu nhỏ lỗ chân lông lại nhá. Thì ngày hôm nay này, mua một tặng một nhá, mua ngay một dầu tẩy trang C0, được tặng ngay một chì kẻ mắt trị giá 195.000. Kem ngày và kem đêm ok lắm chị ạ. Cảm ơn em yêu nhé. Em dùng một tuần mà đã khác hẳn. Cái dòng kem của bên chị là chủ yếu là dòng dưỡng trắng, chứ không phải là dùng 1-2 hôm mà nó trắng bóc lên luôn. Nên là các em có thể dùng khoảng từ 1 tuần trở đi thì bắt đầu cái da của mình nó mới đẹp được. Nên là em ráng kiên trì nhé, đáng kiên trì sử dụng, cái da của mình dần dần nó sẽ căng, nó mướt và nó bóng, nó mọng hơn nhá. Và nó sẽ dần dần nó trắng, nó mọng như các cô gái Hàn ấy.
Đó, cái mục đích của sản phẩm của Hàn Quốc á, là người ta thiên về dưỡng nhiều, chứ người ta không bóc 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 hết các cái lớp da của mình đi để tạo thành da khô nhé cả nhà nhé. Rồi, nhắc lại này, món quà thứ tư của livestream ngày hôm nay là khi mua dầu tẩy trang trị giá 415 ngàn thì được tặng ngay chì kẻ mắt trị giá 195 ngàn nhé cả nhà. Rồi, dầu tẩy trang này là tinh chất hoa hồng và có lớp dầu rất là thơm và nó lấy sạch sâu dưới lỗ chân lông nhá, giúp cho da của chúng ta mềm mịn. Đó, bạn nào chưa có một chai dầu tẩy trang như thế này thì dùng thì lấy ngay về nhá, hốt ngay về nhá, vừa được dùng mà vừa được quà tặng nhá. Đây này, có cái vòi xịt rất là tiện lợi này. Đó, chỉ cần lắc lên và xịt ra rất là tiện lợi nhá. Đó. Rồi, món quà tiếp theo nhé cả nhà. Đây, món quà tiếp theo. Khi mua một hộp mặt nạ cao cấp, đây là mặt nạ collagen. Bên mình có 4 cái loại mặt nạ cao cấp như thế này thì có 4 loại mặt nạ. Đúng rồi chị, da khác lắm chị ạ. Đúng rồi, mình cứ siêng dưỡng thì da sẽ rất là đẹp em nhé. Kiên trì dưỡng nhé. Đây, cái sản phẩm bên mình đây, mặt nạ của bên mình nhá. Mỗi một hộp mặt nạ như thế này là bên trong có 10 miếng, và riêng cái dòng cao cấp như thế này thì bên mình có 4 cái loại khác nhau nhá. Thứ nhất là trà xanh. Đó, đây, 4 loại đây. Đó. Thứ nhất là trà xanh nhá. Trà xanh thì giúp cho da mịn, trắng và không bị thâm mụn, giảm sưng mụn nhé. Trà xanh bên trong mỗi hộp này đều có 10 miếng, 10 miếng nhé. Chút xíu mình sẽ bóc cho cả nhà coi. Rồi, họ thứ hai là hộp dưỡng ẩm chuyên sâu này, dành cho các bạn da khô, da rất là khô. Và trà xanh này thì dành cho các bạn da nào mà da muốn trắng sáng hoặc là da nhiều mụn thì chúng ta dùng cái này nhé. Còn sản phẩm thứ hai là sản phẩm mặt nạ chuyên sâu nha, mặt nạ chuyên sâu thì dùng cho những bạn nào da khô, những chị, những em nào da khô mà da lão hóa nhiều quá, nó bị khô nhiều ấy, bong tróc thì chúng ta dùng mặt nạ dưỡng ẩm chuyên sâu nhá. Rồi, thứ ba nữa nè. Cái mặt nạ này, mặt nạ trắng da, mặt nạ whitening nhá. Mặt nạ này trắng da, mặt nạ giúp trắng da, chị em nào muốn vừa dưỡng ẩm vừa trắng da thì dùng mặt nạ này nhá. Rồi, mặt nạ cuối cùng là mặt nạ nâng cơ collagen thì rất là thích hợp cho các chị em từ tuổi 25 trở lên nhé. Khi mà các cái sợi cơ, sợi collagen của mình nó trùng nhão, nó chảy xệ xuống á, thì nó sẽ thành những cái nọng ở đây này. Đó, nên các chị em mình sẽ dùng để nó nâng cơ dần lên. Và Phạm Băng Băng 1 năm đã đắp hết rất là nhiều mặt nạ. Và chỉ có dùng mặt nạ thôi, da đã rất là trắng đẹp tuyệt vời rồi. Nên chị em nào mà lười thoa kem á, thì chúng ta hãy dùng mặt nạ nhé. Dùng mặt nạ để cung cấp dưỡng chất cho da thay vì mình dùng kem cũng được nhé. Đấy, trong này rất là nhiều serum. Trong mỗi cái bịch mặt nạ rất là nhiều serum nhé. Đây, mặt nạ đây. Đây là một hộp mặt nạ này. Một hộp mặt nạ của nó có tới 10 miếng như thế này nhé cả nhà. 10 miếng như thế này nhé. Rất là cao cấp, rất là sang chảnh đúng không ạ? Đó, rất là cao cấp này. Đó, 10 miếng luôn nhé. Trong mỗi một hộp như thế này có 10 miếng luôn. Và trị giá một hộp như thế này là 715 ngàn, 750 ngàn nhé cả nhà. Khi mua một hộp cao cấp 7 mặt nạ cao cấp 750 ngàn thì được tặng ngay sữa tắm trắng da Quiladi đang hot, rất hot trên thị trường. Sữa tắm trắng da Quiladi trắng tuyệt vời luôn, khi các bạn chỉ cần tắm lần đến hai lần là da mình sẽ trắng, rất là trắng mịn nha. Quiladi, sữa tắm trắng da Quiladi có giá 270 ngàn. Khi các bạn mua một hộp mặt nạ cao cấp có giá 750 ngàn thì được tặng ngay một chai sữa tắm trắng da Quiladi nhá. Sản phẩm đang rất hot trên thị trường nha chị em. Mà mình thấy là trên thị trường có rất là nhiều những sản phẩm tắm trắng, tắm sữa tắm trắng da chứ không phải là bột tắm trắng nhá. Sữa tắm trắng da thì cái Quiladi này là một lựa chọn chính xác cho các chị em. Và đây là một quà tặng tri ân vô cùng hấp dẫn dành cho khách hàng của mình nhé. Các chị ơi, đây là một sản phẩm sữa tắm rất là tuyệt vời.
nha các chị. Đây là một sản phẩm sữa tắm trắng da Quiladi có giá 270.000, đang rất hot trên thị trường nha các chị ơi, rất là hot, rất là hot. Rồi đây, một hộp mặt nạ nha, một hộp mặt nạ 750.000, các chị có thể tùy chọn loại mà mình thích, thì được tặng ngay một chai sữa tắm trắng da 270.000. Chào em Tuyết nhé. Đó, ngày hôm nay vô vàn quà tặng luôn, vô vàn quà tặng, và chỉ ngày hôm nay, chỉ livestream này mới có thôi, cũng dành cho 10 bạn nhá, 10 bạn comment nhanh nhất, comment hoặc inbox nhanh nhất nha. Rồi chào Nhi Thanh nha. Khi mua hộp mặt nạ cao cấp Hàn Quốc trị giá 750.000 thì được tặng ngay chai sữa tắm Quilary trị giá 270.000. Còn nếu bạn nào muốn mua lẻ thì cũng được thôi. Mua lẻ một chai sữa tắm này trị giá 270.000 thì sẽ tặng cho thêm một miếng mặt nạ ngọc trai hoặc là tế bào gốc nhá, trị giá 35.000. Rất là tuyệt vời trên livestream này đúng không ạ? Đó, vô vàn quà tặng. Còn nếu ai muốn nhận quà tặng này miễn phí thì mua ngay hộp kem hộp mặt nạ cao cấp có giá 750.000 này và được tặng ngay chai sữa tắm nhá. Vậy thì tính ra là cái hộp mặt nạ này chỉ có giá là chưa tới 500, 400 mấy thôi. Đấy, mà các bạn dùng đẹp tuyệt vời luôn. Và cho mẹ dùng được, các chị dùng được này, và bản thân mình đều dùng được nha. Mọi người dùng đi, rất là thích, ai cũng thích, ai cũng ghiền luôn. Vũ Thị Thơm xin chào. Chào chị Thơm ạ, chào Vũ Thị Thơm nhá. Đó, khi ngày hôm nay này chỉ có trên livestream này thôi nhá. Các bạn share lên 5 nhóm thì được mua với giá là 750.000 thì được tặng ngay một chai Quiladi 270.000. Sữa tắm trắng da Quiladi đang rất hot trên thị trường nha cả nhà nhá. Sữa tắm trắng da Quiladi đang rất là hot, mà một mùi thơm, thơm của mùi nước hoa coco nhé mọi người nhé. Nên là mùi thơm đọng lại rất là lâu và da rất là sẽ trắng sáng lên từng ngày. Riêng các cái sản phẩm thường được quảng cáo là sữa tắm trắng da, nhưng mà mình chỉ thấy cái sữa tắm trắng da của Quiladi này này là ok nhất. Đó, mình đã test các cái sản phẩm, mình đều test thì mình mới bán. Nên là mình thấy là sữa tắm trắng da của Quiladi là rất là ok. Và sản phẩm này được tặng kèm với cái bộ này thì là mặt thì được trắng đẹp rồi này, và toàn thân đều được trắng đẹp luôn nha cả nhà. Tuyệt vời luôn đúng không? Món quà tuyệt vời đúng không ạ? Mọi người share livestream giùm mình nhá, share livestream giùm mình nhá. Ai thương ai yêu mình thì cũng share giùm mình một cái livestream nhá, share giùm mình một cái nhá, share lên tường nhà để biết đâu bạn bè của mình ấy cũng được hưởng cái món quà tặng bất ngờ như thế này đúng không ạ? Mà đây là một quà tặng, món quà tặng bất ngờ trong ngày hôm nay. Hôm nay thì không định tặng quà đâu, nhưng mà hôm nay là những ngày đầu tháng đang rất là vui, nên là mình sẽ tặng quà, tặng chỉ có 10 phần quà thôi nhé. Cho các bạn like, share nhé, like, share cái livestream này, share cái livestream này lên 5 nhóm thì được mua quà tặng rất là hấp dẫn. Chị em nào vào sau thì mình có thể coi lại livestream từ đầu để xem có những cái quà tặng nào nhé. Rồi mình nhắc lại này, mua hộp mặt nạ cao cấp trị giá 750.000, gồm có mặt nạ nâng cơ collagen và mặt nạ trắng da, mặt nạ trà xanh trị thâm mụn này, mặt nạ mặt nạ nâng collagen mình vừa cầm rồi. Đây mặt nạ dưỡng ẩm chuyên sâu bên mình, mặt nạ cao cấp thì có 4 cái dòng đấy nhá. Cả nhà nhanh tay share like nhá. Thì mua bất cứ cái mặt nạ nào như thế, hộp mặt nạ nào như thế thì đều được tặng chai sữa tắm trắng da Quiladi trị giá 270.000 nha. Đó, rồi món quà tiếp theo nào. Món quà tiếp theo. Nếu khách hàng nào, nếu các chị yêu nào mà không muốn nhận quà tặng ấy, mình muốn mua cái sản phẩm ấy thì mình cũng có thể nhá. Ví dụ như là kem chống nắng thì có giá 245.000. Tất cả các sản phẩm khi mà các chị mua cái sản phẩm ấy, bên em ấy, thì đều được tặng mặt nạ nhé. Đều được tặng mặt nạ trị giá 35.000. Đây, mặt nạ trị giá 35.000, đắp rất là thích, siêu thích luôn ạ. Nếu chị em nào mà đắp xong mà cảm thấy mà ghiền em rồi muốn mua nữa thì cứ inbox nha các chị nhé. Rất là thích luôn. Đây, còn có rất là nhiều mặt nạ nhé. Có thể là mặt nạ mà trị giá 35.000 một miếng này,
thì có mặt nạ ngọc trai này. Đây, có thể mặt nạ ngọc trai nhá. Có thể tặng chị em nào thích mặt nạ ngọc trai thì có thể tặng mặt nạ ngọc trai. Hoặc chị em nào mà nếu xe lên nhiều á, xe lên nhiều nhóm nhất ấy, thì cứ chụp màn hình inbox cho mình sẽ tặng mặt nạ nhé. Tặng mặt nạ rồi. Đấy, đây là mặt nạ tế bào gốc. Đó, mặt nạ tế bào gốc. Rồi, đây là mặt nạ nâng cơ collagen. Đó, rất là thích đúng không ạ? Đó, khi mà các bạn muốn có sở hữu, mình nhắc lại các cái sản phẩm bên mình nhé, để được tặng quà cho các chị em. Vào sau các chị em mình có thể biết được nhé. Chào Diễm Phương nhé, chào Hiền Linh nhé. Các chị em ơi, các chị em mình share livestream lên 5 nhóm để được nhận quà tặng ngày hôm nay, quà tặng bất chấp luôn nhé. Rất là ưu đãi luôn. Ngày hôm nay mua sản phẩm nào cũng sẽ được nhận quà tặng luôn nhé. Ngày hôm nay mua sản phẩm nào cũng được nhận quà tặng. Và các chị em nào mà share lên livestream nhiều, share tất, share nhiều đi, share nhiều đi. Ai share lên nhiều chụp màn hình gửi lại mình và mình cũng có món quà tặng mọi người nhé. Rất là thích luôn ạ. Rồi, bây giờ nhé, mình nhắc lại này. Sản phẩm đầu tiên, quà tặng đầu tiên là kem dưỡng thể body lotion C0 bên mình nhé. Giúp trắng da, mịn da nhá. Hồi nãy mình đã test lên da này, rất là trắng, rất là mịn này. Và bây giờ thì khô như là chưa từng thoa kem body luôn. Đây là một vấn đề đáng lo ngại của các chị em hay sức kem body đúng không? Khi mà thoa lên cảm giác như nó nóng nực, nó bết rít trên da của mình, rất là khó chịu. Nhưng mà riêng với kem body C0 này thì các chị em hoàn toàn yên tâm. Sau khi thoa, từ nãy giờ mình thoa này, bây giờ hoàn toàn da hoàn toàn khô ráo, là không có cảm giác nhờn rít cái gì hết. Bây giờ cho các chị em xuống dưới rửa nước, rửa mặt, rửa cho nước vào đây rửa cũng vậy nhé, không cảm giác cái nhờn rít đâu. Nếu mà nhờn rít thì mình trả lại tiền luôn nhé. Rồi, ngày hôm nay mua kem body lotion này thì được tặng ngay son C0 và có 5 màu son cho các anh các chị, cho các chị em mình lựa chọn nhé. Có 5 màu son luôn, có 5 màu cho các chị em mình lựa chọn nhé. Ngày hôm nay mua body lotion trị giá 595.000 được tặng ngay một cây son C0 trị giá 295.000, có 5 màu cho chị em mình lựa chọn. Chị em mình cứ lựa chọn màu thoải mái rồi inbox cho mình nhé. Có màu hồng, màu cam đất, màu đỏ gạch, tiếp là màu đỏ và cuối cùng là màu cam nhá. Đó, rất có 5 màu, có 5 màu cho chị em mình lựa chọn, 5 màu luôn. 5 màu chuẩn, màu nào lên môi rất chuẩn màu đấy nhá. Rồi, sản phẩm thứ hai này. Sản phẩm thứ hai là mua serum tái tạo tế bào gốc thì được tặng ngay một kem chống nắng trị giá 245.000 nhá. Rồi, tiếp sản phẩm thứ ba, khi mua một bộ kem dưỡng ngày và đêm thì được tặng ngay một bịch mặt nạ tới tận 10 miếng luôn nhá. 10 miếng nè, collagen hoặc là tế bào gốc hoặc là ngọc trai, các chị em thoải mái lựa chọn loại nào thì inbox cho mình loại đấy nha. Đó, mua bộ kem dưỡng ngày và đêm trị giá 1.090.000, 1.090.000 nhá, thì được tặng ngay một bịch mặt nạ 10 miếng trị giá 350.000 nhá. Đó, mua quà tặng luôn ạ. Rồi, sản phẩm tiếp theo ạ, khi mua nước hoa hồng làm cân bằng da, đây là một sản phẩm mà giúp cho cái kem thẩm thấu vào da nhanh nhất, thì được tặng ngay một chì kẻ chân mày trị giá 125.000. Nước hoa hồng 415.000, được tặng ngay một chì kẻ chân mày trị giá 125.000 nhé. Đừng có làm em giật mình thế chứ. Sau khi nhiều lần đổ may có không khi nào gãy hết trơn. Rồi, tiếp nè, ái má ơi. Rồi nha, bỏ xuống đây vậy. Rồi, bây giờ đến quà tặng tiếp theo là khi mua nước dầu tẩy trang. Diễm Phương Nguyễn Yến xin chào. Rồi, chào Diễm Phương Nguyễn Yến nhá. Khi mua một dầu tẩy trang trị giá 415.000 thì được tặng ngay một chì kẻ mắt C0 trị giá 195.000. Và chỉ có 8 cây chì thôi nha, 9 cây chì kẻ mắt thôi nha, dành cho 9 bạn nào may mắn nhất, nhanh tay nhất, comment nhanh nhất nha. Rồi, Tiếp theo nè, khi các chị em mua mặt nạ, đây, khi các chị em mua mặt nạ, một hộp mặt nạ cao cấp trị giá 750.000 thì được tặng ngay chai sữa tắm trắng da Quy La Đi
trị giá 270.000 và chai sữa tắm này đang rất hot trên thị trường nhá. Mình cũng chỉ có 10 phần quà dành cho 10 bạn thôi nhá. Đó, chai sữa tắm trắng da Queen Lady này, một mùi thơm thơm lắm. Và hộp mặt nạ cao cấp này, chị em nào đắp không ghiền nữa thì thôi ấy. Và không trắng da thì trả lại tiền luôn nhá. Không mịn, không mềm, không thích, không ghiền thì trả lại luôn nhá. À, nâng cơ collagen này, có mặt nạ trà xanh này, nâng cơ collagen này, dưỡng ẩm chuyên sâu này và trắng da đấy nhá. Đây là hộp mặt nạ thật cao cấp bên mình nhá. Đó, mỗi một hộp này tới 10 miếng luôn và được tặng ngay một chai sữa tắm trị giá 270.000. Rồi, chị em nào nếu muốn sử dụng mặt nạ bên mình nhá thì cứ inbox cho mình nhá. Bao xỉ và lẻ luôn nha các anh các chị các bạn nha. Rồi, xin chào cả nhà nhá. Ai muốn mua sản phẩm thì inbox trực tiếp cho em nhá. Rồi các chị yêu ơi, các chị yêu ơi, hôm nay là một ngày mưa mỹ phẩm, các chị nhanh tay tranh thủ hốt nha. Cái sản phẩm bên em thì không còn nhiều nên em đang quyết định làm những cái phần quà tặng để tri ân tới các chị đã sử dụng sản phẩm bên em. Rất cảm ơn các chị các em đã sử dụng sản phẩm bên em nhé. Chào Huê Ben nhé. Những chị em nào đã sản phẩm một đã sử dụng một số sản phẩm bên em rồi thì lúc nào có thể cho em ít phản hồi về các cái sản phẩm của bên em nhé. Và cái mỹ phẩm nhập khẩu Cicero này của công ty Trâm Tạ, phân phối trực tiếp tại độc quyền và trực tiếp tại thị trường Việt Nam và không có hàng xách tay tại thị trường Hàn Quốc nha các chị em, nên chúng ta sẽ không nói không với hàng xách tay, xách chân, xách cẳng gì đó, không nói không với các cái hàng đấy nhá. Thì thường là nếu mà hàng xách tay mà uy tín thì rất là ok rồi đúng không, nhưng mà cái hàng mà nhiều khi xách tay về thì nó không có thể, nó không chất lượng bằng cái hàng ở trong nước của mình nữa, hàng đã được nhập khẩu và phân phối trực tiếp ở trong nước của mình. Như các chị các em biết là trái cây của nước mình cũng vậy á, những trái cây nào ngon thì đã được xuất khẩu đi hết rồi, còn những trái cây nào mà loại 2, loại 3 gì á giạt lại thì chúng ta mới được thưởng thức cái trái cây đó. Chính vì thế những cái hàng mà nhập khẩu này, tại sao nhập khẩu mà lại nên ưu tiên cho các cái sản phẩm nhập khẩu đấy, tại vì nó có bảo hành nhá, nó có bảo hành và nó có được sự chứng nhận, rồi sự được kiểm nghiệm, được test hết tất cả các chất lượng rồi, nên mọi người chỉ yên tâm dùng thôi. Còn hàng xách tay, xách cẳng gì đó thì các bạn không có một sự bảo đảm nào, tại vì đó là hàng xách tay mà, nên không có sự bảo đảm nào hết. Còn đây là của công ty Trâm Tạ, Cicero của công ty Trâm Tạ, phân phối trực tiếp tại thị trường Việt Nam, độc quyền tại thị trường Việt Nam luôn nhá. Nên các chị em yên tâm, các sản phẩm bên em bán toàn là sản phẩm bên Hàn Quốc thôi nhá. Còn những quà tặng thì rất là ok rồi, cũng quà tặng cũng của dòng mỹ phẩm Cicero và của cái mỹ phẩm Cicero và mặt nạ thì cũng của Hàn Quốc luôn nhá. Nên chị em đặc biệt an tâm nhá. Đây là bộ nếu chị em nào muốn sở hữu luôn cho mình một bộ mỹ phẩm Cicero nhá. Một bộ mỹ phẩm Cicero thì inbox trực tiếp ngay cho em. Nếu các chị em nào mua luôn một bộ mỹ phẩm Cicero trên livestream này luôn ấy ha, hoặc inbox trực tiếp cho em sau livestream này trong ngày hôm nay nhá, em tặng luôn các chị một hộp mặt nạ cao cấp Hàn Quốc trị giá 750.000. Hôm nay chơi lớn luôn các chị. Một bộ nhá các chị nhá. Thì em sẽ tặng luôn một hộp mặt nạ cao cấp trị giá 750.000. Rồi, cảm ơn các chị các em nhé. Các chị các em mình share livestream lên 5 nhóm để được nhận quà tặng nhé. Rồi, xin chào cả nhà. Bye bye cả nhà nhé. Hẹn cả nhà trong livestream tối nay. Sẽ đây giới thiệu sơ cả nhà nhé. Trong livestream tối nay, đây là bí mật quà tặng, bật mí một chút quà tặng trong livestream tối nay nha cả nhà. Quà tặng trong livestream tối nay tèn tèn, đây là quà tặng trong livestream tối nay nhé. Chỉ còn 2 hộp duy nhất thôi nhé. Và con em thì nó đang xí, đòi xí mất một hộp nhưng em vẫn chưa cho đây. Chị nào may mắn, các anh các chị nào may mắn nè, các chị nào may mắn để sở hữu cho mình 2 bình giữ nhiệt, 2 bình nước giữ nhiệt 500ml đó.
rất là tuyệt vời luôn. Đây là quà tặng trong livestream tối nay. Các anh, các chị, các em, các chị yêu ơi, nhớ đón xem livestream tối nay nhá. Sản phẩm live trong livestream tối nay là một sản phẩm tuyệt vời, một sản phẩm tuyệt vời, và em đang phân phối trên thị trường và rất nhiều chị em đang sử dụng và đang mê mệt về nó nhá. Nó vừa làm đẹp, vừa giữ gìn sức khỏe, vừa ngủ ngon, vừa giảm stress, căng thẳng, mệt mỏi. Rất là tuyệt vời, nhiều công dụng lắm. Nên là các chị em tranh thủ nhé. Chỉ còn 2 bình duy nhất. Bye bye cả nhà. See you again.